Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đối với câu A và câu B, mình sẽ thế m bằng trừ 2 vào thì chúng ta sẽ có phương trình như thế này. Sau đó chúng ta đạo hàm lên. Đây là đạo hàm của thương nha. Chúng ta sẽ đạo hàm cái cục này trước. Nhân với lại x trừ 1. Sau đó chúng ta đạo hàm x trừ 1. Nhân với lại x bình phương trừ 2x cộng 2. Chia cho x trừ 1 tất cả bình phương. Như vậy, đạo hàm của x bình phương là 2x. Còn x là số 1, chúng ta còn là trừ 2. Số 2 là số chúng ta sẽ có số 0. Còn này là số 1. Như vậy chúng ta sẽ còn là x bình phương trừ cho 2x cộng 2. Chia cho x trừ 1. Tất cả bình phương. Sau đó phía trên này nè. Mình rút gọn lại thì chúng ta sẽ có x bình trừ 2x sau đó chúng ta vẽ bảng biến thiên tại vì x bình phương trừ 2x bằng 0 thì chúng ta sẽ có số 0 và số 2. Và số 1 thì nằm ở đây thì chúng ta sẽ có hai gạch. Bây giờ muốn xét dấu đúng á thì bây giờ mình chọn x bằng 3 đi. Giả sử x bằng 3 nằm ở đây. Thì mình có máy tính Casio ở đây. Bây giờ chúng ta chọn cái cục này. Bây giờ mình chọn số 3 đi. Thì chúng ta có 3 chia 4. Như vậy dấu đây là dấu cộng. Tiếp tục giữa số 1 và số 2. Mình chọn số nằm giữa 1 và 2 là 1.5. Thì số âm. Tiếp tục chọn này. Mình chọn số 0.5. Thì số âm. Và số cuối cùng là âm 1, là 3 chia 4, là số dương. Như vậy, đối với y phải là số dương, có nghĩa là hàm số đi lên. Số âm đi xuống, còn âm đi xuống, cái này đi lên. Thì chúng ta có số 0 đúng không? Chúng ta thế số 0 vào đây. Thì chúng ta sẽ ra là trừ 2. Còn lấy số 2 mình thế vào đây. Nếu mà mình không rành thì mình sẽ thế như thế này. Thì chúng ta ra 2. Như vậy đồ thị của chúng ta dịch chuyển này đi xuống tại vì âm 2 là số cao nhất thì nó phải đi thấp hơn cái vị trí số 2 này. Như vậy, bây giờ chúng ta có câu A và câu B, hàm số nghịch biến trên đoạn từ 0 cho đến 2. Từ 0 cho đến 2, tuy nhiên nó bị cắt bởi cái con số 1. Bị cắt có nghĩa là không liên tục. Cho nên cái cục này là sai nha. M bằng trừ 2 thì chúng ta có hai điểm cực trị AB thỏa mãn. AB bằng 2 căn 5. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm độ dài. Như vậy chúng ta sẽ có 0 nè. Trừ 2 là ở vị trí này. 2, 2 là ở vị trí này. Chúng ta lấy số 2
trừ cho số 0, tức cả bình phương. Sau đó lấy số 2 trừ với lại trừ 2, tức cả bình phương, ra 2 căn 5. Như vậy câu này đúng. Bây giờ từ câu C đến câu D. Thì bây giờ chúng ta sẽ thế cái trừ 2 này thành dấu cộng M. Sau đó chúng ta nhân vô và rút gọn lại. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai phương trình. Đó chính là x trừ 1 sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng m. Và x trừ 1 sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 3 cộng m. Thì chúng ta cho cái phía trên này bằng 0. Như vậy để trừ 1 sang bên kia. Thì bây giờ chúng ta sẽ thế cái cục này vào. Chúng ta biết 1 cộng với căn bậc 2 nó sẽ lớn hơn số 1 và 1 trừ căn bậc 2 sẽ nhỏ hơn số 1. Như vậy nên mình nó sẽ đặt ở đây. Như vậy chúng ta có một giá trị ở đây. Mình gọi đây là A đi, là B đi. Trong khi đề nói diện tích tam giác OAB bằng 3 căn 6. Bây giờ mình thấy hai giá trị này nè vào đây. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Cục đầu tiên là 1 trừ căn bậc 2 của 3 cộng M. Như vậy số 1, loại số 1 đi. Cái này bình phương tách ra. Hồi này 3 cộng nha, mình ghi nhầm. Như vậy, chúng ta thấy rõ 3, 1, 2 cộng lại ra số 6. Căn bậc 2 của 3 cộng M chúng ta để một bên ở đây. Cái này là 2M. Tương tự cho cục thứ hai, mình chỉ cần đổi là dấu trừ thành dấu cộng thôi.
Như vậy, để tính diện tích của tam giác này, chúng ta dùng phương pháp vector nha. Bây giờ chúng ta có OA và OB. Thì tọa độ A trừ tọa độ O trừ tọa độ B trừ tọa độ O. Thì bây giờ mình chọn tọa độ này là A đi, tọa độ này là B đi. Thì chúng ta có tọa độ A là cái cục này rồi, là giá trị Y á. Thì chúng ta có 1 trừ căn bậc 2. 3 cộng m. Và giá trị y á, là cái cục chúng ta vừa mới tính ở đây. Và giá trị này thì chính là giá trị 1 cộng căn bậc 2 của 3m. Như vậy, chúng ta sẽ có 1 chia cho 2. Và chúng ta có hai vectơ OA và OB. Như vậy, chúng ta sẽ dùng ma trận nha. Thì đó chính là ma trận như thế này. Thì nếu chúng ta áp dụng ma trận thì nó sẽ thành như thế này. Chúng ta sẽ lấy cái cục này nhân với lại cái cục này trừ với lại cái cục này nhân với lại cái cục này. Và cái cục này sẽ bằng với lại cái giá trị là 3 căn 6. Đối với cục này á, mọi người cố gắng nhân vô nha. Cục này cũng nhân vô. Sau đó chúng ta có dấu trừ với trừ, chúng ta loại dấu trừ đi. Chúng ta sẽ rút rút còn lại. Mình viết cái này ra kết quả luôn nha. Như vậy số 2 với số 2 chúng ta loại đi. Như vậy bình phương cả hai bên để bỏ giá trị tuyệt đối. Lưu ý kỹ, ở đây chúng ta có căn bậc 2 của 3 cộng m. Để cho cái này có nghĩa thì 3 cộng m bắt buộc phải lớn hơn 0. Không được bằng 0 nha, tại vì bằng 0 nó nằm ở dưới này. Cho nên m của chúng ta bắt buộc phải lớn hơn số 3. Như vậy chúng ta sẽ tính ra được ở đây là m mũ 3 cộng cho 3m bình phương trừ cho 54 bằng 0. Như vậy chúng ta dùng máy tính Casio. Chúng ta ra số 3. Đề số phức. Như vậy chúng ta chỉ có ba có một nghiệm thôi. Như vậy chúng ta chỉ có m bằng 3 thôi. Trong khi đề nói là tổng tất cả các phần trừ của s bằng 12. Như vậy cái câu này câu sai. Tiếp tục đường tiệm cận sin, chúng ta có cục phương trình này. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhân tử ra.
Đầu tiên chúng ta có chữ x bình phương. Chúng ta đặt chữ x ở đây. X nhân với x là x bình phương. X nhân trừ 1 là trừ x. Chúng ta sẽ lấy cái cục này trừ cục này. Thì chúng ta biết x bình phương trừ x bình phương bằng 0. M trừ với trừ này là m cộng 1. X. Chúng ta hạ số 2 xuống. Ở đây chúng ta có m cộng 1, như vậy chúng ta phải nhân thêm m cộng 1. Như vậy m cộng 1 nhân với lại x. Và m cộng 1 nhân với trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ lấy cục này trừ cục này. Như vậy cái này bằng 0. 2 trừ trừ là cộng, là 2 cộng với lại m cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ có m cộng 2. Hay là m cộng 3. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình y sẽ thành như thế này. Đó chính là x cộng với lại m cộng 1. Cộng với lại m cộng 3. Chia cho x trừ 1. Như vậy, đường tiệm cận sin của chúng ta chính là cái phương trình x cộng m cộng 1. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình. Tại vị trí x bằng 0, y bằng m cộng 1 là ở vị trí này. Tại vị trí y bằng 0 thì chúng ta sẽ có trừ m trừ 1. Thì nó sẽ đi như thế này. Thì chúng ta biết m cộng 1 từ 0 đến m cộng 1. Và từ 0 cũng có độ dài m cộng 1 luôn. Như vậy, khoảng cách của hai cái cục này đều bằng nhau. Như vậy, đây là một tam giác vuông cân. Và đây là câu đúng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.